Những kiêng kỵ ngày vía thần tài để có một năm tài lộc bội thu. Bạn đang xem kênh YouTube chính thức của báo Vietnamnet. Để cầu đón tài lộc cho năm mới, gia chủ cần tránh phạm vào những điều kiêng kỵ dưới đây trong ngày vía thần tài. Kỵ việc để ban thờ thần tài lộn xộn. Việc thờ cúng có những quy tắc riêng, không phải cứ thấy hợp lý thuận tiện giống như việc sắp xếp đồ đạc trong nhà là được. Khi sắp xếp ban thờ thần tài, các bạn cũng cần phải lưu ý đến thứ tự các đồ thờ cúng trên ban thờ. Tính theo hướng nhìn của ban thờ, chính giữa ban thờ thần tài là bát nhang, bên trái là tượng thần tài, bên phải là ông thổ địa, ở giữa là ngài Triệu Công Minh. Vị trí của ba ngài tuyệt đối không được hoán đổi cho nhau. Sau đó, các bạn nhớ đặt ba hũ gạo, rượu, muối. Hũ rượu để bên phía ông thần tài, hũ gạo và muối để phía ông địa. Nếu có điều kiện, có thể đặt bát tụ bảo sẽ càng linh nghiệm hơn nữa. Đây chính là vật quý của thần tài, có tác dụng chiêu tài tụ lộc, mang lại sự may mắn, tiêu trừ hung khí, gia tăng cát khí cho gia chủ. Kỵ việc không tịnh sái sạch sẽ tượng thần tài và ông địa trước khi bắt đầu lễ cúng. Theo quan niệm dân gian, việc tịnh sái hay chính là làm sạch cho tượng thần cũng như lau dọn ban thờ là việc cực kỳ quan trọng. Nó thể hiện sự tín ngưỡng tâm linh của gia chủ. Cũng nhờ đó là gia chủ được thần linh phù hộ làm ăn gặp nhiều may mắn, tài lộc đủ đầy. Do vậy, trước khi tiến hành lễ cúng vía thần tài, các bạn nên dùng nước hoa bưởi hoặc nước gừng để làm sạch ông thần tài và ông địa cũng như toàn bộ ban thờ. Sau khi làm sạch cho các tượng thần xong, đừng quên dùng khăn khô lau sạch trước rồi mới đặt lên ban thờ, tránh để tượng thần còn ướt nước đã vội cúng cầu. Không nên dùng đèn nháy hay bóng đèn điện thay cho đèn dầu, nến. Trong ngày cúng vía thần tài mùng 10 tháng Giêng, việc dùng đèn nháy, đèn điện thay cho nến hay đèn dầu là điều kiêng kỵ. Bởi lẽ bóng đèn điện hay đèn nháy có thể sinh ra những trường khí không tốt, ảnh hưởng đến việc thờ cúng, cho nên cần tuyệt đối tránh. Không đem lộc cúng vía thần tài cho người ngoài. Nhiều nhà có thói quen, sau khi thắp hương cúng lễ xong xuôi sẽ chia lộc, tán lộc cho người khác. Tuy nhiên, lộc trong ngày này mà chia cho người ngoài, tức không phải người thân của mình, sẽ bị tiêu tán hết. Muối gạo sau khi cúng lễ các bạn nên cất đi, còn nước thì đứng hát từ ngoài vào trong nhà mình, ngụ ý tài lộc chỉ đi vào nhà chứ không đi ra, giữ nguyên tài lộc cho gia đình. Bên cạnh đó, trong quá trình thực hiện nghi lễ cúng vía thần tài, các bạn cần thành tâm bái thỉnh, tránh để xảy ra sơ suất đổ vỡ, để lễ cúng được diễn ra một cách suôn sẻ, khởi đầu cho năm mới tài lộc thịnh vượng. Kiêng nói tục chửi bậy xô xát. Trong ngày làm lễ cúng vía thần tài, đặc biệt là trong, trước và sau khi cúng lễ, các bạn lưu ý chớ sinh sự, gây chuyện cãi vã, nói lời thô tục, bậy bạ, đánh chửi, mắng mỏ nhau. Bởi lẽ gia đạo bất an, thần linh của phạt khiến cho việc làm ăn thất bát, tài lộc tiêu tán hết.